Một học sinh nông thôn, tôi đã nói tiếng Anh thành thạo nhờ việc áp dụng 5 quy tắc sau của tiến sĩ ngôn ngữ AJ Hot. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nam. Tôi đã đi được hơn 30 quốc gia trên thế giới và tôi đã có kinh nghiệm giảng dạy hơn 10.000 học sinh sinh viên quốc tế. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn cái nguyên tắc giúp tôi đạt được thành tựu đầu tiên trong cuộc đời tôi. Thứ nhất là việc từ một cậu bé nhút nhát, tôi trở nên năng động hơn, có khả năng là nói trôi chảy tiếng Anh. Và thứ hai, tôi đã được bổng 200 triệu của Đại sứ quán Mỹ. Như thế nào? Nguyên tắc đầu tiên đó là đừng bao giờ học từ đơn lẻ, vì khi mà bạn học từ đơn lẻ dù bất kỳ ngôn ngữ nào đi chăng nữa chẳng hạn ấy, thì bạn sẽ không bao giờ biết cách ứng dụng của nó như thế nào cả. Ví dụ nếu mà bạn chỉ mỗi cái từ là từ cat, là từ con mèo chẳng hạn, học được từ đơn lẻ này thôi thì tầm một tuần sau hoặc là một tháng sau thì bạn quên. Mà nếu mà bạn đem cái từ này đem áp dụng trong bối cảnh và bạn học thuộc lòng cả cái cách mà người ta dùng cái từ đấy trong bối cảnh như thế nào, thì bạn sẽ không bao giờ quên được cái từ đấy cả. Nguyên tắc số 2, đừng học ngữ pháp một cách vô tri nữa. Vô tri ở đây là bạn làm cái bài tập đơn thuần về mặt ngữ pháp, ví dụ là trắc nghiệm A, B, C, D. Có nhiều người nói là ở trường bắt tôi học ngữ pháp. Ok, tôi phải nói luôn là khi mà tôi công tác tại các cái trường quốc tế bên quốc gia tôi ở là Ba Lan, người ta vẫn dạy ngữ pháp rất nhiều. Tuy nhiên là cái cách người ta dạy ngữ pháp là gì? Đưa cho học sinh đọc nhiều tài liệu, học sinh đọc vào, từ đấy người ta sẽ ngẫm ra được cái cách dùng ngữ pháp người ta như thế nào. Việc làm bài tập trắc nghiệm ngữ pháp A, B, C, D nó chỉ giúp các bạn nâng cao điểm số trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của bạn thôi. Làm xong bạn không biết dùng tiếng Anh như thế nào. Và nguyên tắc số 3, hãy tập trung vào nghe. Nghe là kỹ năng quan trọng nhất của một ngôn ngữ. Đến bây giờ tôi đã học đến 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý. Và tôi phải nói với các bạn một bí mật, đó là hãy nghe nhiều vào. Khi bắt đầu học ngôn ngữ, hãy nghe ít nhất là 1 đến 2 tiếng một ngày. Khi mà nghe, bạn sẽ biết được cái cách mà người ta dùng ngữ pháp như thế nào, phát âm như thế nào. Đây là cái cách mà bạn nâng cao cái từ vựng của bản thân. Nguyên tắc số 4, đừng bao giờ bỏ cuộc. Học ngôn ngữ không như kiểu học toàn lý hóa. Học ngôn ngữ thì phải chăm toàn lý hóa. Nếu mà bạn biết cách tối ưu thì bạn có thể là học một kiến thức rất rộng lớn trong khoảng một thời gian ngắn. Nhưng mà học ngôn ngữ thì sẽ có một vài người có năng khiếu, đó chính là cái việc là bạn có khả năng bắt chước được cái tiếng của người bản xứ. Và bạn không đủ thời gian luyện tập thì bạn sẽ không thể nào mà đạt được trình độ cao của ngôn ngữ. Và nguyên tắc cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn đó là mình cần phải ôn lại những gì mà mình đã học. Ví dụ bạn học về quá khứ đơn chẳng hạn, không phải là cứ qua một bài kiểm tra là người ta sẽ không bao giờ dùng quá khứ đơn trong cuộc đời. Bạn sẽ không bao giờ thấy quá khứ đơn người ta dùng trong cuộc đời nữa, không phải như vậy. Người ta vẫn dùng nó hàng ngày. Là học xong một cái unit tiếng Anh thì mình cần phải một tuần sau mình lại phải ôn lại những cái từ mà mình đã học đó, cứ ôn lại như thế thì bạn sẽ nhớ được cái từ này vĩnh viễn. Nếu mà các bạn thấy thích thì bạn hãy like video này nhé, và hãy comment ý kiến của bạn về cái phương pháp của tôi. Rất vui được chia sẻ kinh nghiệm với các bạn.